Lời kinh trong lòng bàn tay 263. Một hôm, Đức Phật và những vị đệ tử xuất gia cư trú trong khu rừng trúc thành Vương Xá. Nhìn mặt trăng vừa lên, Đức Phật nói: các người hãy sống như mặt trăng. Mặt trăng đi qua thế gian nhưng không bao giờ bị vướng lại bởi bất kỳ một điều gì ở đó. Các người khi đi qua cuộc sống, đi vào xóm làng, đi đến nhà người cũng vậy, đừng để tâm bị vướng lại, bị trói buộc, bị dính vào bởi bất kỳ điều gì. Mặt trăng không vì ngôi nhà to đẹp mà dừng lại lâu, cũng không vì ngôi nhà nhỏ xấu nên chỉ ghé qua một lát. Người xuất sĩ cũng phải nên như vậy. Mặt trăng không phải vì thương ngôi nhà nhỏ le lói cuối thôn mà sáng thêm cho nơi đó bớt tối tăm, cũng không phải vì ngôi nhà to đẹp rực rỡ nơi phố thị mà lạnh nhạt bớt. Mặt trăng không vì ngôi nhà luôn mở cửa chờ đón mình nên hôm nào cũng đến, cũng không vì ngôi nhà luôn khép cửa chưa từng một lần chờ đón mình nên không qua nơi đó nữa. Khi đi ngang qua làng, trăng sẽ vào những ngôi nhà mở cửa, không phân biệt ngôi nhà đó thế nào. Kẻ xuất sĩ đi qua cuộc sống với những người đủ duyên, đang mở lòng muốn nghe một câu kinh giải thoát, tự nhiên sẽ gặp nhau, không phân biệt người đó ra sao. Mặt trăng đi qua cuộc sống nhưng không bị vướng lại bởi bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nên từ muôn đời nay, trăng luôn bình thản và không bao giờ lỗi hẹn. Đến 16 lại tròn, để cho những đóa hoa nở đêm có thứ để vui thầm lặng. Đôi chân của người giải thoát đi qua cuộc sống cũng như vậy, không bị vướng lại, không bị trói buộc, không bị dính vào bởi bất kỳ một điều gì ở đó. Ở với cuộc đời nhưng không ở trong cuộc đời. Lời kinh trong lòng bàn tay 264. Tâm người đời luôn động, suy nghĩ muôn nghìn thứ, nhưng trong đó phần nhiều là những suy nghĩ sẽ làm họ phải khổ, phải buồn. Có quá ít suy nghĩ có thể giúp cho họ sống an vui. Tạo hóa cho con người trái tim có hai ngăn: một để nghĩ cho mình, và một để nghĩ cho người. Nhưng chúng ta lại không làm như thế. Chúng ta dành gần hết trái tim chỉ để nghĩ cho bản thân mình, nhưng trong đó những suy nghĩ thực sự có thể giúp chúng ta sống an vui lại luôn quá ít. Con người là vậy. Khi trong tâm có được bao nhiêu suy nghĩ tích cực là trong tay có được bấy nhiêu năng lượng tích cực để sống. Khi suy nghĩ quá nhiều không phải là suy nghĩ tích cực, khi đó chúng ta sẽ tự tạo ra vô số vấn đề phiền phức mà thậm chí nó không bao giờ có thật. Trong cuộc sống có nhiều thứ để con người phải lo sợ, nhưng điều lo sợ nhất chính là những suy nghĩ không tích cực của chính mình. Suy nghĩ bé nhỏ sẽ thuyết phục chúng ta tin rằng khó khăn trong cuộc sống là quá lớn, rồi bỏ cuộc. Suy nghĩ thiếu khuyết tâm từ bi sẽ tìm mọi cách để chúng ta tin rằng lòng người là quá rộng, rồi không dám yêu thương. Suy nghĩ thiếu ấm áp sẽ thuyết phục chúng ta tin rằng cuộc đời luôn rất lạnh, rồi khép lòng mình lại. Người đủ khả năng thay đổi cuộc sống của mình chính là người đủ khả năng thay đổi những suy nghĩ của chính họ. Chỉ là vậy thôi.
đôi khi phải ngừng suy nghĩ thật nhiều để trái tim đưa chúng ta qua hết những ngày thật buồn. Núi mưa.